Xin chào các bạn. Các bạn ơi, trên tay của mình đây đang là một chiếc biến tần có khả năng điều khiển được động cơ 30kW và tăng giảm được tốc độ của động cơ tùy ý này. Có khả năng là khởi động mềm động cơ này, rồi là bảo vệ động cơ trong trường hợp là động cơ bị quá tải hoặc là mất pha, bị sụt áp nhé. Thì chiếc biến tần này có gì đặc biệt mà lại có khả năng làm được điều đó thì các bạn hãy cùng mình đi khám phá chiếc biến tần này các bạn nhé. Đầu tiên các bạn nhìn cho mình cái thiết kế này. Chiếc biến tần này được thiết kế khá là chắc chắn và đẹp nhé. Thiết kế khá là chắc chắn đẹp này. Đấy, đây là tem thông số của biến tần các bạn. Tem thông số của biến tần nhé. Thì biến tần này là điều khiển động cơ 30kW tải nặng và 37kg tải nhẹ nhé. Dòng từ 60A đến 75A. Đấy, thì đây. Đây, trước tiên các bạn nhìn cho mình cái màn hình này. Màn hình này thì bên mình, màn hình của bên mình có một điểm rất là đặc biệt so với nhiều hãng biến tần khác ở trên thị trường không có. Đấy là chiếc biến tần của bên mình được tích hợp sẵn màn hình rời này trên tất cả mọi cấp công suất các bạn nhé. Đấy, trên màn hình rời này. Đây, các bạn chỉ lấy đây là bật được màn hình rời lên nhé. Bên này mình có tháo sẵn một chiếc màn hình rời cho các bạn xem này. Đấy, màn hình rời này được tích hợp sẵn ở trên tất cả mọi cấp công suất này. Và bên mình sẽ tặng kèm cho khách hàng cái khay cáp màn hình này. Khay cáp màn hình này khi khách hàng cần nhé. Đấy thì sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được 200-300 nghìn tiền mua cái khay cáp màn hình rời này và cái màn hình rời nhé. Đấy, bên mình tích hợp sẵn ở trên tất cả mọi cấp công suất này. Phía trên ở màn hình thì sẽ có màn hình LED để hiển thị cái tốc độ này, hiển thị tần số, rồi là hiển thị các cái mục cài đặt này. Đây sẽ có đèn LED run này, báo lúc mà biến tần chạy nhé. Lúc mà biến tần chạy này, đèn báo chạy thuận chạy nghịch này. Đèn báo khi mà điều khiển bằng bàn phím hay là điều khiển bằng cái công tắc bên ngoài nhé. Rồi là đèn báo tần số, đèn báo dòng và đèn báo volt. Dưới này thì sẽ có một cái chiết áp để điều khiển cái tốc độ. Các bạn có thể tăng giảm được tùy tốc độ ở đây nhé. Đấy, tăng lên hoặc là giảm xuống này. Đấy, tăng lên nhé. Phía dưới này sẽ có cái nút PRG này. PRG và nút up, nút down và nút enter là để sử dụng trong quá trình mình cài đặt và chọn các thông số, tham số nhé. Phím shift là phím chuyển trang này. Phím MF là phím để dùng sử dụng chọn đa cấp tốc độ này. Phím quick là chọn chương trình này. Phím run, phím stop là run là để chạy này, còn stop là dừng và kiêm luôn là nút reset nhé. Nút reset cũng ở trên cái nút này, stop này luôn. Đấy, khi ấn nút này thì nó sẽ reset chương trình, reset lỗi nhé. Reset lỗi này. Đây là đến cái màn hình này. Khi các bạn chạy thì các bạn cũng chỉ cần ấn run ở đây thôi nhé. Ấn chạy này. Đấy. Ấn chạy ở trên bàn phím là nút run này. Là biến tần nó sẽ chạy nhé. Chạy từ, nó sẽ khởi động mềm từ tần số 0Hz lên đến 50Hz. Nó sẽ giúp cho chống sốc cho phần cơ khí của động cơ nhé. Và sẽ giúp cho động cơ khởi động rất là từ từ. Khởi động từ từ, từ tốc độ 0 vòng trên phút lên đến tốc độ định mức của động cơ các bạn nhé. Đấy, khởi động rất là từ từ thôi, nó sẽ giúp cho động cơ khởi động mềm. Đấy, hoặc là nút tắt đi này. Sẽ ấn nút stop ở đây này. Đấy, biến tần sẽ tắt nhé. Đấy, thì khi dừng thì biến tần nó cũng sẽ dừng cơ cấu từ từ nhé. Dừng từ 50Hz xuống đến 0Hz sẽ dừng rất là từ từ, sẽ chống sốc cho phần cơ khí nhé. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong của biến tần này nhé. Bên trong của biến tần này thì mình sẽ mở hai cái lẫy bên hai bên này. Nó sẽ mở được cái nắp này ra này. Đây các bạn ơi, khi mình mở cái lẫy này ra nhé, thì mình sẽ mở cái nắp này ra này. Đấy, mở cái nắp này ra, bên trong nó sẽ có chân, ba chân nguồn đầu vào R, S và T, 3 pha 380V nhé. Chiếc biến tần này cấp nguồn 3 pha 380V R, S, T này. UVV kép là ba chân nguồn đầu ra của động cơ, đấu 3 dây đầu ra của động cơ 3 pha 380 nhé. Bên này có một ngõ nối đất này. Bên này có một cổng PB cộng và trừ là dùng để kết nối DBU và điện trở xả nhé. Phía trên này có các ngõ terminal này. Ví dụ như là cộng 10V. Đây. Cộng 10V. Cộng 10V AI1, AI2 và GND dùng để kết nối chiết áp. Chiết áp điều khiển tần số ở bên ngoài đấy, ví dụ như là tần số 0 đến 20 mA hoặc là 4 đến 20 mA hoặc là 0 đến 10V nhé, thì ta sẽ kết nối vào cộng 10V AI1, AI2 và GND. GND AO1 này. Tiếp theo là cổng GND và AO1 là dùng để kết nối tín hiệu, một tín hiệu ngõ ra bên ngoài, một cổng ngõ ra bên ngoài nhé.
S1, S2, S3, S4, S5 đến chân com, đấu chân com. Thì là kết nối tín hiệu bật tắt ở bên ngoài, hoặc là đa cấp tốc độ, hoặc là kết nối simple PLC, chương trình PLC đơn giản nhé. CMF, CME, CME và DO. Một là chân một chân tín hiệu đầu ra tần số cao. Chân tín hiệu đầu ra tần số cao nhé. Từ 0 đến 50 mA hoặc là 10 đến 24V. Chân com và chân FM là dùng ngót ra tần số cao nhé. Đấy, ngót ra tần số cao. TA bên này có TA, TB, TC là chân ngót ra rơ ne này. Ngót ra rơ ne TA, TB là thường đóng, còn TA, TC là thường mở các bạn nhé. Đấy, thì cũng đầy đủ hết tất cả chức năng. Chiếc biến tần này vừa có khả năng là tăng giảm tùy được tốc độ của động cơ này. Tăng giảm tùy được tốc độ của động cơ tùy theo cái nhu cầu của mình nhé. Đấy, rồi là có khả năng là khởi động mềm. Khởi động mềm này, chống sốc cho phần cơ khí của động cơ. Đấy, khởi động mềm nhé, từ tần số cao lên tần số từ tần số thấp lên tần số cao, và khi dừng thì cũng dần dừng từ từ giúp chống sốc cho phần cơ khí của động cơ nhé. Và chiếc biến tần này còn có khả năng là bảo vệ động cơ trong trường hợp là quá tải, mất pha và sụt áp. Đấy. Thì chiếc biến tần này của hãng bên mình, hãng Arinco bên mình thì có tuổi thọ rất là cao nhé. Có chất lượng cao và chạy rất là bền, khỏe. Có tuổi thọ từ 8 đến 10 năm. Và bên mình bảo hành 18 tháng cho khách hàng. Lỗi là bên mình sẽ đổi mới cho khách hàng với công suất là dưới 15 kW, còn trên 15 kg thì bên mình sẽ thay bom miễn phí cho khách nhé. Mục đích của bên mình là muốn là cho máy móc của khách hàng luôn được hoạt động ổn định và liên tục các bạn ạ. Dù sớm dù tối thì bên mình cũng sẽ cố gắng là đổi mới cho khách hàng, hoặc là thay bo đến thay bo nhanh cho khách hàng ấy, để khách hàng có thể đảm bảo sản xuất. Bởi vì bên mình hơn ai hết thì bên mình sẽ hiểu được rằng là cái việc mà sản xuất của khách hàng nếu mà nó bị dừng một chút thôi, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái phần kinh tế của khách hàng. Đấy, nên là bên mình sẽ cố gắng là sớm tối sẽ đổi mới và đáp ứng nhanh nhất cho khách hàng các bạn nhé. Biến tần bên mình thì có giá hiện tại bây giờ là có giá rẻ nhất thị trường, biến tần bây giờ. Thì các bạn cứ liên hệ, cứ inbox cho mình để biết giá của chiếc biến tần này nhé. Chạy rất là khỏe, bền và ổn định các bạn ạ. Đấy. Các bạn có câu hỏi gì nữa thì cứ để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều điều hay về biến tần nhé các bạn.